là 4:20 này. Đấy. Thì cân lên lại được trên đây. Cân 4 cân 4. Đấy, thế mà sáng nãy là 13 cân 4, ngày hôm nay được cân. Còn cái lượng ong cũng đi làm về rất nhiều. Đây thì giờ đến tối không biết là có còn nhiều không. Ong đực giờ vẫn bay đi giao phối nhá. Chúng ta thấy này, mai tôi sẽ rũ ong xuống, xong rồi tôi cân cầu lên, tôi quay xem nó được bao nhiêu mật. Như vậy 14 cân 1. Ngày hôm qua là cái đàn này lấy về 1 cân. Đấy. Cân nhé. Mọi người xem cái hòm ong này của tôi mức độ như thế nào nhé. Nay là phải dùng nồi 2. Đầu tiên tôi mở nắp này. Nếu mà cái bầu mật của nó chứa là cái quân này không bao giờ nó được như thế này. Dưới mà đây đã sâu rồi đấy. Đây chúng ta nhìn. Đấy, mong đẹp chưa? Qua mới giãn cầu. Đã nó rất đẹp đấy. Mà trước khi quay phải đội mũ đấy. Quá tuyệt vời luôn. Kiểu gì cũng phải đội mũ. Không đội mũ là không thể chinh chiến được. Còn ông về mùa này muốn rũ mà để làm video nhá. Tôi thừa tài tầm độ khoảng 4 giờ chiều đấy, ong nó no rồi này, cái cầm rũ không như này không bao giờ đốt, bụng mày ăn no rồi thì mày sao mà mày bay được nữa. Đây là cái ảo thuật của người nuôi ong và của những kẻ ngu si đần độn làm YouTube. Quay mặt đấy, vừa quay vừa ghi lại, dùng cả điện thoại đấy nhá. Bạn phải nhớ nhá, ong nó đốt là một con thì mình chịu được, nhưng mà đã 5-7 con thì chúng ta không chịu được, chúng ta chịu khó là giờ mũ này nó thoáng là một găng tay chúng ta đeo vào đó, chúng ta mới làm nhanh được. Còn làm một cái nghệ thuật ảo thuật làm video thì đây thừa tài. Chào thầy giáo Hoàng Minh Khôi. Đáp vâng, like sớm, like sớm chút nữa lắm việc lắm. Bảo chị Thái Nguyên.
cân lên là ghi lại được rồi ạ. Giờ là phải dùng cái cách rũ ong này. Đầu tiên là thúi bay hết mặt cái lớp mặt ong ở trên này đi nhá, còn kệ nó. Khi cầu ong mà chúng ta không đập đấy là nó sẽ bám thế này, mà chúng ta đập thế này vừa kết hợp vừa thổi nữa. Như vậy cầu ong nó đã thụt hết xuống, cần chéo 3 cái là được. Qua đã không để cho vít lắm nhưng mà hôm nay vẫn cứ vít lắm. Ít này ít rồi, nhiều là ít. Ong vòng cuối là xô vào rất nhiều. Giờ nói về cái nồi hai này, những cái mặt chân này nó còn rất nhiều. Mặt chân này chúng ta phải dùng nồi hai quay mới văng hết. Giờ tôi mới lại cân bốn cái cầu này lên, xong là quay xong xem nó còn được bao nhiêu nhá. Được bao nhiêu mật? Này là 5,5 cân, 5,5 kg. Cái này để tôi quay video chứ dùng hai thiết bị nó khó. Năm cân rưỡi nhá. Ba cân, đây được cân rưỡi mà, cân hai cân rưỡi, năm cân rưỡi là được 2,5 cân, rồi 2,5 cân, hai cân rưỡi mà.
2 cân rưỡi vượt. Với tôi cần 5 cân rưỡi. 5 cân rưỡi. Bây giờ còn 3 cân, 2 cân rưỡi mật đấy. Cái này còn 2 cân 9. Cân 9 á. Thế cần 2 cân 6. 2 cân 6 mật. 2 cân 6 mật. Như vậy chú cháu chúng tôi tính sơ sơ của cái đàn này là lấy được 2 cân 6 mật. Quay trực tiếp. Còn không cái dạng lèm nhèm mà cứ đi lựa làm video ví dụ nha. Nuôi ong nếu mà thu được mật tốt, thứ nhất thế đàn, thứ hai thời tiết, thứ ba nguồn mật. Đó. Nay tôi phải đánh nồi 2. Vẫn khuyên mọi người dùng nồi 2 và nồi 6 nha. Xin chào tất cả mọi người, không ai được nhưng mà quay trực tiếp. Không quay được nhưng mà tôi vẫn cứ ghi trên điện thoại. Tôi vừa xong là đi 5 cân rưỡi mà. Thì cái laptop này nó chỉnh ra chỉnh vào nó khó. Nếu mà chỉnh được thì tôi sẽ chỉnh cho mọi người xem. Nhưng đàn này của tôi là được 2 cân 6. 2 cân 6 mật. Bạn phải nhớ đấy, 2 cân 6 mật. Là 2 cân 6 mật. Quý. Vì giãn thước thì chúng ta phải thứ nhất phụ thuộc vào nguồn, cái thứ hai là thế đàn ong. Nguồn mật mà về tốt thì chúng ta mới giãn thước ra thì ong nó mới cơi. Đây là ong. Chúng ta chung đàn ong. Ngay nguồn mật nó về rộ giờ tôi mới giãn thước. Ong nó có thể đông, ong đông mà nguồn không tốt chúng ta không thể giãn được vì nó không làm gì có cái nguồn mật đâu ra mà chúng ta cơi. Đây. Này. Ong đông nhưng mà nguồn nó lại không tốt. Nguồn chúng ta không tốt là cũng bằng hòa, nay mật về nhiều rồi mới được quyền giãn. Cái lắm bạn cứ hỏi bọn là sao mà ông lại bỏ người ta giãn. Giãn nhưng mà làm gì nguồn nó có về đều đâu. Đây. Nay nguồn nó về đều thì mật ngoài nó cũng đỏ. Trong con ong nó giãn là nó to. Khủng khiếp luôn. Đã bắt đầu hiện tượng xây tay mèo. Nguồn mật nó về nhiều nó mới chèn được các lỗ kia. Đây đang vít mà cua đây này.
giãn khớp rất phụ thuộc vào thế đàn ong rồi. Cái nguồn là vấn đề quan trọng. Nguồn mật mà nó không về thì ong nó không có cái gì mà nó cơi. Mà chúng ta đòi giãn thước. Mật nó về nhiều, nó rộ. Chỗ nào cũng có mật đấy thì chúng ta giãn thước thì đàn ong nó mới cơi. Đây là đàn ba cầu. Giờ tôi như phải đi giãn một lượt. Chỉ quay cho các bạn xem mấy đàn. Giờ là 4:20 này. Đấy. Thì cân lên lại được gần đây. Cân 14 cân 4. Đấy. Thế mà sáng nãy là 13 cân 4, ngày hôm nay được cân. Còn cái lượng ong cũng đi làm về rất nhiều. Đây thì giờ đến tối không biết là có còn nhiều không. Ong đực giờ vẫn bay đi giao phối nhá. Ong đực vẫn bay đi giao phối. Ta thấy này, mai tôi sẽ rũ ong xuống. Xong là tôi cân cầu lên, tôi quay xem nó được bao nhiêu mật.